bạn quay lại kênh Cá Coi Trần Đức Cường trong series Cá Coi Xuyên Việt của mình. Bây giờ mình đang ở trong trong quận Ba Đình, Hà Nội và đi ra di chuyển ra ngoài huyện Hoài Đức, Hà Nội với các bạn, thành phố Hà Nội. Mình di chuyển đi từ nãy giờ khoảng chừng được 5 phút rồi, và từ trong quận Ba Đình mà đi ra tới ngoài đó là khoảng chừng 20 cây số ở huyện Hoài Đức. Mình ra đó mình ghé mình thăm quay review cho bạn xem một cái hồ cá coi của một anh khách hàng của mình. Thì cũng như mọi khi thôi, các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra clip mới nhất nha, và theo dõi cái chuyến xuyên việt này của mình, tại vì mình sẽ còn đi nhiều, đi Bắc Giang, Uông Bí, Quảng Ninh hay gì đó, nói chung là mình sẽ đi mà giờ chưa biết đâu. Và hiện tại như hôm nay thì mình đang ở Hà Nội, thì các bạn nhớ ủng hộ mình nha. Rồi, mời bạn theo chân mình vào nhà ảnh nha. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, dây lưu dây tới tốn hết nửa tiếng hộ. Mọi người đang mới vừa quay cái đầu ra được. Đúng là sợ mấy anh Google thiệt, nhưng bây giờ mình đi xa thì mình phải chấp nhận thôi, chứ giờ cũng đâu có biết đường đi, rồi cũng đâu biết làm sao đâu, nên nhiều khi phải nhờ anh Google. Bây giờ kẹt cái xe rồi các bạn, dính chiếc xe Honda rồi, đang người ta đang bốc hàng ở phía trước, đợi xíu, đợi cho người ta bốc hàng xong đi rồi mình lại đi. Chuyến này mình đi ra ngoài này thì điều đầu tiên mình cảm thấy thích đó là không khí ở đây rất là mát các bạn, rất là mát nha, rất là tạo cho mình cảm giác nó thoải mái. Tuy là đi đường ra rất là mệt, tại mình đi xe mà chạy xe mà rất là mệt, nhưng mà cái điều là ra thế này nghỉ ngơi một đêm, sau khi thức dậy thì cảm thấy rất là mát mẻ và rất là thoải mái trong người luôn. Nếu mà gặp cái cảnh mà dây lưu dây tới này mà trời nắng hoặc là trời đang nóng nực thì chắc bực chịu không nổi luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ ra đường lớn rồi tìm cái con đường nào mà lớn để vô nhà ảnh, còn lại đi bộ nha, chúng ta cứu chứ còn nếu mà thấy đường hẻm về thì mình không nên đi xe vào. Có chỗ nó ngập lụt luôn các bạn, nó ngập đi, nếu mà đi là ướt nhẹp luôn á. Đây, ví dụ như giờ mình đang chạy ra mà có chiếc xe máy nó chạy vô cái không biết đường né chỗ nào hết. Đây có một cái còn có một cái xe khách, quên lộn, có một chiếc con nó còn đang ve cái đít vô nữa chứ.
Nhiều trải nghiệm ở mình đi ra Hà Nội này thì cũng có nhiều trải nghiệm, nhưng mà phải cố gắng để hoàn thành được chuyến đi xuyên Việt này cho mọi người xem. Với lại thứ hai là mình muốn trải nghiệm được cái bản thân của mình, và nhiều khi mình lại gặp được nhiều thứ hay ho để quay cho mọi người xem. Nên mọi người đừng có tiếc gì một like và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ tìm đường vô nhà ảnh rồi mình quay tiếp cho bạn xem. Cái gì vậy? Nhà thờ hả? Đây là nhà thờ. Ngõ 68. Đi đường nào? Đi đường này luôn hả? Ồ. Ở mặt sau này. Đây là mặt sau hả? Cái là cái cổng chính phía trước kia. Ngõ 84. Đường Tiền Phong. Chạy về Google nó chỉ đường là Google thì nó cứ có đường là nó dạ nó chỉ, có đường nó đi. đường gần nhất là nó chỉ. Trời nó làm bàn vô cái không biết làm sao về hết. Lưu về tới. Ở đây mình còn mấy cái nhà tường gạch này chắc lâu lắm phải không ạ? Vâng, đây nó cũng thuộc Giống như phố làng cổ cổ hả? đấy. Làng cổ hả? Này chắc phải trăm năm, mấy chục năm gì, trăm năm rồi đó. Vâng, cái này nhà này chắc cũng khoảng ngát trăm năm. Dạ. Ồ, mát ghê, không khí mát. Đây, như cái tòa nhà này nè. Đã Ở trong này đường nó nhỏ nhưng mà toàn nhà to. à. Dạ. Ý là cái Theo khâu mà không vận không phải chuyển là xây dựng á. người dân gốc ở đây. À vậy hả? Theo nơi khác. Thấy cái khâu mà vận chuyển xây dựng mà về để làm một cái căn nhà to như một hẻm gì chắc cũng phê lắm nè. Nhà này Đây, cả những cái trăm nhà năm. còn nhà này cả trăm năm rồi nè các bạn. À, ở trong nó có cái đường luôn. Dân lao động mà tỉnh lên thôi. À, anh ở quê ở đâu lận? Em ở Hà Nam. Hà Nam. Hà Nam hình như hôm qua đi qua hả ta? Đúng rồi, anh đi trong thời gian là phải đi qua Đi qua Hà Nam trước hả? Đi vòng vòng nhớ đường ra không đã. Nam. Đây còn nhà tường cổ quá trời luôn. Cái này thì là kho xưởng mới mới làm. À dạ. Ủa nãy em thấy cái Google nó chỉ vô trong này không có đường. Mà thấy nếu mà đi bộ thì cũng nhiều đường quá trời luôn. Đây là đến đây là cụt. À tới đây là ngõ cụt rồi hả? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Rồi thêm một hồ coi sân thượng nữa bạn. Trời ơi, nước trong đã không? Nó sẽ thở xí đã. Leo lên có tầng 2 mà thở mệt. Đây, hồ này mấy khối anh ha? Mà nó chắc có khoảng khối 6. Một khối 6. À, mình xây hay mình đúc bê tông anh? Xây. À. Ôi da. Hơi thở. Thở xí. Phía này đất còn quỹ đất còn rất là trống nè. Ở đó là cái suối hay cái gì anh? Cái đầm hả? À cái sông hả? Rồi quay lại cái hồ tiếp các bạn. Anh đẹp thêm một cái viền inox à, nhìn nó rất là chắc chắn ha. Nếu mình để một cái viền kiến không á thì nhìn nó không có chắc chắn các bạn. Hồ mình là một khối 6. Là anh tính luôn cả lọc hay là sao? Cả lọc. À vậy là mình chia ra sao anh? Chia lọc bao nhiêu? Lọc này thì em cũng chả đo đâu, em cứ khoảng khoảng đó hả? Khoảng khoảng em làm. À. Ồ, đây anh dùng hai nằm đáy luôn ha. Một nằm là ống mấy anh? 60. Hai ống 60 hút đáy. Một ống hút mặt 60 luôn anh. Hút mặt thì 42. Học hút mặt 42. Ồ, nhìn nước à, chất lượng nước kìa. Đó không? Hồi này anh làm lâu chưa? Nửa năm. Nửa năm rồi hả? Nửa năm 6 tháng vậy là ổn định rồi nè. Ủa cá này bữa đợt đó tới giờ là nhỏ gì hoài luôn hả? Nó có lớn không? Có lớn đấy. Có lớn hả? Cái lọc này mình gỡ ra được không? Em ở đây.
2 hút đáy 60, 1 hút mặt 42, cho họ một khối 6 cả lọc thôi các bạn. Đây. Về ô lắng số 1 là anh dùng ảnh chiếu chổi và đèn UV, và kẹp thêm là G-Max có keo. G-Max có keo rồi mình đi qua ống thông ngang qua tới ô bơm. Ô bơm này mình dùng bơm mấy anh biết không, nhớ không? À, dùng bơm 12.000 lít trên 1 giờ. À, thông ngang anh làm một cái lỗ gạch luôn, khỏi đi ống. Rồi anh có anh đi lên thác thôi hả? Có hai ống, à ống luồn. Có ra hai hai ống luồn hả? Mấy ống luồn anh? Hai ống luồn. Hai ống luồn ống mấy anh? 42. Hai ống luồn 42. Rồi thêm một ống 27 lên lò thác. Đó, lên một cái lù chạy nhẹ nhẹ, nước đơn giản mà rớt, lúc mà nước nó rớt xuống không có bọt luôn. Thấy không? Bọt lên cái tan liền luôn. Thì hệ vi sinh nó ổn định rồi, nhìn nước đã, chất lượng nước quá trời đã luôn. Anh nuôi cá Việt nên cái dòng cá Việt á thì nó cứ chạy vòng vậy đó, nó lanh. Anh cho nó ăn thử coi. Anh cho nó ăn cám gì? Đây. Ồ cám gì quá trời màu vậy? Cám này cám gì? Đúng rồi, chứ lại nó thấy người lạ nó biết. Cám này cám gì anh? À, rồi anh thấy rồi. À, anh cũng lên ăn mà mình phải đứng xa xa ra chứ anh thấy lạ nha. Anh thấy lạ mất không á. Anh thấy lạ là anh trốn liền à. Anh nuôi bao nhiêu con trong này? Hiện tại là có 16. 16 con hả? Anh có chăm men vi sinh định kỳ hay gì không? Em có. À, khoảng chừng bao lâu anh chăm? Em chắc cứ khoảng tuần. Tuần chăm men lần hả? Hồ chất lượng nước các bạn thấy đã không? Quá trời đã luôn. Trong veo luôn á. À, cái khâu vệ sinh rồi gì cực không anh? À mấy cái khâu vệ sinh hàng tuần thì sao anh? Tuần thì em không vệ sinh nhiều đâu. Không vệ sinh. Phải cả tháng em mới xả cho một lượt. Xả ra thôi hay là có giặt hay gì không? Không, em không giặt. Xả ra thôi. Xả ra bơm nước mới một tháng, khoảng chừng tháng hay là hơn? Khoảng tháng. À khoảng tháng mới xả. Bao giờ mình cảm giác là nó không được trong, nó hơi đục đục, thế là mình xả đi. Rồi cái lượng thức ăn cho ăn nhiều không? Ăn thì ngày em cho ăn 2 lần. Ngày cho ăn 2 lần thôi. Ngồi đây cho ăn bao giờ nó chán nó không ăn thì thôi. À. Rồi cái lúc mà anh cho nó có nhảy vô cái khuôn mặt đó không? Không. Có kìa. Không. Có không? Không, nó có... không nhảy đâu. À vậy hả? Hay vậy. Cám là nó mình thả đầu là nó cũng ăn lên đấy. À vậy là nó quen rồi đó. Đúng rồi. Nó quen với cái lưu lượng như vậy. Nhìn hai cái đầm đáy chất lượng bự cho bá luôn. Đầm đáy tự chế vậy à, đầm đáy hoa cương đó. Rồi có vài nhành lan ở trước, ở trên đó, xung quanh dưới sân thượng vậy là gió mát lên đây không mát. Ngồi làm đây cái bàn cà phê nữa. Ngồi uống cà phê tiếp khách rồi cũng được. Qua lý tưởng à, cái kiểu hồ kiến này anh tham khảo lâu chưa? Em... tự mày mò em làm mà cái này là em tự xe tự làm hết, không có thợ thuyền gì đâu. Cái lúc lắp kính đó, lúc lắp kính anh lắp làm sao? Lắp kính thì đây, khi mà mình xây thô lên ấy, mình để cái khe cái khoảng chừng 15 cm, 15-20 cm, xong mình đặt kính vào xong cho kính. Xi măng thôi, cho xi măng. Em thấy chỗ này giống như tròn silicon đúng không? Không, silicon là em chỉ ấy trên mặt. Ấy trên mặt, nhưng mà ý là anh thấy ấy thêm đúng không? Vâng. Đây các bạn, mấy em cá nha, thay khi mà nhìn qua kiến á, nước mà nó trong như vậy, nhìn qua kiến cá đã, mà màu của nó cũng tốt nè, ở trên này không có nắng hả, không có nắng mà màu cá Việt mà như vậy là quá ok nè, khoảng chừng nương năm nữa bắt đầu anh lên cá Nhật là vừa rồi, lúc đó ghiền rồi đó, phải thường xuyên lên ngắm nó. Anh có tập cho múc tay hay là cái gì không? Em có tập nhưng mà nó... chưa đúng cách chứ sao? Không, với lại cái tập tính đó vậy á. Khi một mình tới mình cho ăn, lúc anh cho ăn tập tay xong đã lắm, móc đã lắm, xong đi xuống cái lên lại cái nó trốn tiếp. Nó cứ bơi vòng ở dưới nó hay vậy thôi. Nhưng mà chất lượng nước quá ok luôn. Nuôi về bây giờ là cảm thấy nhàn rồi đúng không? Vâng. Anh đâu có thấy có bệnh hay là gì không? Nó có hay bệnh không? Em nuôi đúng từ đợt bắt đầu nuôi đến giờ là mất mấy hôm đầu ấy thì là nó nhát, xong là nó kiểu nó khép vây. À dạ. Xong thời gian là từ ngày đến giờ là thôi không. Dạ.
Rồi ok, rồi các bạn, hôm nay có dịp đi Hà Nội rồi ghé vô cái huyện này, huyện gì em quên rồi ta? Đây là La Phù Hoài Đức. À, huyện Hoài Đức. Huyện Hoài Đức ở Hà Nội. Quay cho review cho các bạn xem một cái hồ coi. Đó, hồ coi xây xi măng và mặt trướng mặt kiến. Đó, và có cái hệ lọc và như hồi nãy giờ mình quay, và chất lượng nước khá là ok. Đó, bây giờ mình thấy nó đòi ăn không? Đó, nó thấy cái mỏ không? Nó thấy mình tới nó vẫn đòi ăn quá trời luôn á. Vậy là rất là ok rồi. Đó, nuôi lâu ngày sẽ tạo cho mình một cái thói quen rồi, dạng nó cá nó dạng hơn. Nó là nói chung là một góc thư giãn ở sân thượng khá là ok. Đó, rồi mọi người cứ tham khảo. Và nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình đi cái chuyến xuyên Việt này nhiều hồ coi hơn. Rồi chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Bye bye.